Bạn niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm vậy có đúng không? Trong Nguyên Thủy Phật có dạy tác ý tâm như cục đất hay không? Con cảm ơn sư. Rồi. Cái Ta Bà đó nó là như thế này. Ta Bà có nghĩa là Saha Lô Ca Tha Tú. Saha Lô Ca Tha Tú. Hà Lô Cá Tha Tú. Mình dịch là cái cõi Ta Bà. Thực tế nó gọi là Ta Bà thế giới đó. Thực tế nó chỉ cho là cái kiếp hiện tại. Cái Tha Tú, cái Lô Cá Tha Tú là cái kiếp, là nghĩa là kiếp, kiếp là cõi. Sa Hà đó là Sa Hà Lô Cá Tha Tú, chúng ta hiểu là cái cõi, cái kiếp hiện tại này đó là tính là cái chứ không phải là kiếp quá, không phải thời quá khứ hay là vị lai đó, mà nó là hiện tại. Mà rốt cuộc là các vị chắc nói là nếu mà hỏi là cái kiếp hiện tại thì nó nghe nó không có oai, nó không có oai. Thành ra là phiên coi như dịch một nửa mà phiên âm một nửa, dịch một nửa phiên âm một nửa là mình thì gọi là thành ra là Ta Bà thế giới nó khổ như vậy đó. Rồi cũng như cái câu là như là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nó là cái phiên âm, nó là phiên âm, vừa phiên âm một nửa mà dịch một nửa, có nghĩa là Nam Mô là phiên âm, Nam Mô là phiên âm, Ta Bà là phiên âm, là Sa Ha đó, Sa Ha là phiên âm, rồi Giáo Chủ lại là dịch, Bổn Sư là dịch, Thích Ca Mâu Ni là Sắc Giáo Mâu Ni lại là phiên âm, Phật thì lại là phiên âm. Là cái kiểu tụng của mình là cái kiểu mà nó nửa nạc nửa mỡ.